thảm họa thiên nhiên tấn công khắp thế giới. Trong thời gian vừa qua, trong khi Việt Nam đang kiên cường chống lại Covid-19 thì ngoài kia, hàng loạt thảm họa tự nhiên liên tục tấn công Bắc Mỹ, Tây Âu và Trung Quốc, để lại nhiều thiệt hại nặng nề. Cơn lũ cuốn kinh hoàng tại Hàn Nam, Trung Quốc khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, 8 người khác mất tích, một thảm họa chưa từng có suốt 1.000 năm qua ở tỉnh này. Thiệt hại về kinh tế ước tính lên đến 1,22 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 187 triệu USD. Trong khi đó, đợt mưa xối xả hồi giữa tháng 6 dẫn tới lũ lụt và tàn phá nghiêm trọng khắp Tây Âu, gây ảnh hưởng tới hàng loạt các khu vực ở Bỉ, Đức, Hà Lan. Số người thiệt mạng do lũ tại các quốc gia Tây Âu hiện lên đến hơn 200 người trong khi công tác công hộ vẫn đang tiến hành. Đây được đánh giá là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tại các nước này trong nhiều thập kỷ qua. Bên cạnh đó, các quốc gia Bắc Âu và Bắc Mỹ lại phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài, khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Tại Canada và Mỹ, hạn hán kéo dài đã dẫn đến thương vong của hàng trăm người, đồng thời gây ra những trận hỏa hoạn khủng khiếp chưa từng có.